Con em xin sắp hoàn về đi ngủ nhưng đi xin đó mà tim đó và bị sắp hoàn về nó hả mổ rồi bắt đầu cái xin là cái tật hỏi em đã là cô sao này đúng cái xin là cái tật thì anh bị hở lên tim hả sao cái này thuốc tê vừa vô là em thở em nấu luôn là em thở không được luôn cái em kêu là em thở không được cái sao hổ của em là nằm nghiêng bên ngoài dễ thở cái em kêu là em nằm nghiêng bên phải thì dễ thở hơn nằm giữa cái họ xoay cái bàn mổ nghiêng thôi cái bàn mổ nó nghiêng qua nghiêng lại được hả cái xoay qua cái họ mổ không nghiêng cái họ mổ này mổ này nó hút mặt mổ lật nó dài xuống đi xuống nó hút coi đó là em thở ngọt thở luôn đứa nào cũng mổ luôn đứa nào cũng mổ mà đứa nào chưa bị bệnh tim đứa nào bình thường đứa sau như bệnh như lúc nào chỉ là bị hở van tim thai kỳ thôi sao thì cũng thành bệnh lý thôi mở đẻ đứa con nó dễ mắt có vào cái mắt à chú nhỏ mặc chú nhỏ hơn em muốn ba người luôn á
Rất là nước xuống lắm. Thank you.